chào quý vị khán giả nha. Hôm nay hai vợ chồng em sẽ làm món bánh cuốn để mời quý vị khán giả mình cùng ăn chung với hai vợ chồng em nha. Đó. Đây là vợ của em có mua được một hộp bánh cuốn rồi nè cả nhà. Cái này là để nấu canh cho anh nè. Cái này là để nấu canh cho lại ăn giảm cân. Nói giảm cân vậy chứ lại lại ăn cũng như nạm vậy cả nhà. Đây là cái chả quế đúng không vợ? Chả quế. Chả quế chiên. Anh giờ bán mua sống về như đây 8.000. Giờ người ta lặt sẵn gì luôn á hai. Giờ đang ngâm nấm mèo hay giờ? Ngâm nấm mèo với lát xào chung làm nhân. Chả này nó em hấp lại chung với chả cây nữa, có còn một sợi chả ơi, có lá ơi. Lấy lá chuối á. Giờ rồi nó thì lẹo dữ lắm. Còn cái này là trứng. Trứng để chiếc pha với bột đúng không? Đúng rồi, cho nó dè. Giá này cả nhà. Rồi dưa leo. Rồi một cái củ này là củ sắn nè. Bây giờ là sẽ phụ vợ lại là đồ củ sắn ra nha. Hôm nay thì hai vợ chồng lại quay ở trong nhà trỏng. Thì hôm nay thì cả nhà hỏi là sao hỏi vậy quay ở đâu, quay chỗ này thì cả nhà nhớ chỗ kia, quay chỗ kia cả nhà nhớ chỗ này. Bây giờ là sẽ quay hai chỗ luôn nha cả nhà nha. Hành phi như đây là cả nhà ngon ghê, thơm quá trời thơm. Thấy gì vậy? Ê, rồi xong rồi. Có dính này không ta? Dính này dạ. Cái chuyện nhiễm lụm vậy. Dẹp bột nước mắm đi Vin. Vin ăn cơm gì vậy ta? Con chan nước mắm vô hết hả? Dạ, con chan rồi. Bỏ thùng rác thôi con. Điên sáng sớm là ăn cơm đùi gà nướng rồi không? Nhìn nè, đó. Này hộp xôi này là đêm tối tụi em quay đó cả nhà. Đó, ngon lắm. Xôi này ăn bánh vì... bánh phồng nướng ngon lắm anh. Hồi tối này tại vì khuya quá nên là lại mua ủng hộ bà là chưa ăn. Chút xíu nữa thì là sẽ ăn nha. Ủa sáng này chút sáng hạt lựu hả vợ? Này là vợ làm cái nhân đúng không? Anh đi đám cho em với bé Tiền ngồi ăn quá. Chút xíu nữa lại đi đám rồi cả nhà. Cho hai mợ cháu ngồi ăn tâm sự đi. Đó. Bây giờ làm gì nữa ta? Rửa đi, em rửa đi rồi sắt. Rồi pha bột, để em dầm pha bột trước cho nó nở. Sáng nào cũng nhà lợi thì lủi thủi hai vợ chồng với má lợi với cô Biên Bích Tiền thì đi về về, rồi có khi đi qua bên nhà ở bên Tân Trụ khi về đây nhà cũng không có đông người đâu cả nhà. Hai vợ chồng đã mà đi tham gia chương trình mà về nấu ăn á, chắc lại thích lắm á. Mốt lại đi kiếm thử coi. Đăng ký hai chồng lại đi thi. Bột nó pha với một lít nước. Đổ vô miếng dầu ăn rồi cả nhà. Đâu nước đâu? Chưa pha hả? Ủa giờ nấu bằng nước sôi, pha nước sôi hả? Ồ, có thêm một bịch thịt nữa nè, chút xíu mình làm nhân cả nhà. Anh cắt củ sắn cho em đi nè, củ sắn nè. Nghe bánh, chua chua chua. Chua chua chua. Nghe bánh, nhâm nhâm nhâm. Nhâm nhâm nhâm. Có anh nói em, anh ghét cái dầu nhỏ, anh cắt dầu với anh là thấy chưa. Tại vì cái củ sắn mà. Đó, củ sắn mà sao cắt cái dầu đó. Sắc sao vợ, sắc ngang gì đúng không? Hay là sắc lát rồi sắc ấy vậy? Thấy chưa? Ghét hả? Đó, rồi sắc dài. Mốt đẻ con trai á thì anh sẽ dạy cho nó livestream bán hàng. Đẻ gái thì cho nó ăn. Cái thời mà bán đắt á, chạy lên chạy xuống, ví dụ như ta vô ta kêu cái combo 10. Anh nói em làm em thèm ghê nha anh. Chú xí hai em. Đúng rồi. Ví dụ như ta vô ta kêu combo như mình làm combo 99 ngàn hả vợ? Đúng rồi, của mình là combo bán 99 ngàn. So với lúc đó thời gian đó
99.000 là đủ loại luôn đó cả nhà. Mà kêu cái combo đó là lại làm chắc cũng nửa tiếng đồng hồ cả nhà. Có nào mà muốn ăn phải đầy đủ nguyên liệu, phải có nguyên liệu mới làm được anh ha. Đúng rồi, bữa nào hai chồng lại làm sushi nha. Bữa nào đi mua đồ ở trên Sài Gòn mới có, không nhớ cái nhà hàng ở quận 7 mà ghé mua không. Giờ là sushi đó thì lại sẽ mua cá hồi nè. Rồi gì nữa ta, quên người ta. Tôm nè. Tôm, thanh cua. Tôm, trứng cuộn. Rong biển. Giấm nha. Có hai chồng luôn sô bô làm tới làm luôn, làm hết món này cái món kia tặng nha. Quay clip cho cả nhà mình xem. Em đã cho ba cái trứng vô đây rồi nè cả nhà. Lát mình chiên lên nó vàng vàng ngon lắm. Giờ mình để đây cho bột nó nở đi. Một lát xào thịt, trong thời gian bột nở mình đi xào thịt với xào nhân. Em thích chi đến con chị. Mắm thì đặt sẵn rồi. Lúc nào cũng có hũ nước mắm chơi chua ngọt để sẵn hết. Em có bao giờ nghĩ là anh đến bao bao năm tháng. Rồi tôi làm xong cái phần nhân nè cả nhà, thấy chưa? Này là khoai sắn, này là mắm mèo. Đây kêu là mộc nhĩ hả? Đúng rồi. Mộc nhĩ. Mộc có nghĩa là cây, nhĩ có nghĩa là màng nhĩ. Đi. Là cái lỗ tai nằm trong một cái cây, người ta kêu là nấm mèo. Ni ban chu 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 chu. Sáng giờ lại bị liệu câu đó hoài đúng không? Ni ban nhum 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 nhum. Thằng Phi này nó bán vậy là nhiêu bịch em? 15 ngàn. Thôi mà cố. Thằng Phi này trộn bánh tráng ăn cũng ngon cả nhà. Trộn bánh tráng và muối phải ngon nha. Lỏng không vợ? Đúng rồi, tráng này một lỏng mà anh. Yeah. Cho nó nở ra đi. Rồi, về lại chờ vợ lại chờ trộn nhung nha. Bây giờ lại sẽ chiên. Bây giờ sẽ xào nhân nha cả nhà nha. Đó, cho ít dầu vô. Sau đó chúng ta sẽ chờ cho dầu nóng, dầu sôi lửa bỏng. Sao ta kêu dầu sôi lửa bỏng á? Nó không biết rồi hả? Nó cho dần hả đúng không? Sau đó chúng ta sẽ cho phần chưa sôi chưa nóng. Hồi đó nghe như má chỉ là để chiếc đũa này vô mà thấy nó sôi tim lên kìa, dầu mới nóng nha cả nhà. Nếu chúng ta muốn biết nóng hay không thì chúng ta sẽ đưa cái cục chỏ vô. Là chúng ta lột luôn cục chỏ luôn nha cả nhà. Rồi. Nó đã nóng rồi nè cả nhà. Thơm phức. Sao tỏi thì bình thường thì nó hơi rình đó cả nhà. Mà hả mình xào mình chiên nó lên là cái nó thơm phức. Thơm phức thường phân. Đó. Thịt xay thì chúng ta sẽ bỏ hết cái phần thịt xay này vô luôn nha. Nhưng mà để cho tỏi nó vàng vàng chút xíu. Lỡ thiệt chứ lại cũng mê nấu đồ ăn lắm. Ở nhà mà ví dụ như đám bạn lại mà có vô nhà chơi á, là lại ưa dành nấu lắm. Lại mà làm mồi nhậu là thầy luôn á cả nhà. Lại làm mồi mấy ông nhậu phái á. Làm mồi nhậu vừa miệng á. Thật người ta xay cái mình xào lên á. Cả nhà thấy nó có cái cục tròn cái cân không cả nhà. Bây giờ lại sẽ nêm nha. Nêm thì lại sẽ nêm xíu cà no nè. Đó, nửa muỗng cà no này nha. Rồi. Hết cái ngọt rồi hả vợ? Một ngọt nhỏ này đó.
và một chút xíu đường nha cả nhà. Nửa muỗng đường này luôn nha, chưa tới nửa muỗng. Tạo củ sáng vô đi anh. Sau đó chúng ta sẽ cho củ sáng vào. Nấm mèo luôn đúng không nhỉ? Cho củ sáng với lại nấm mèo vào hết luôn nha cả nhà. Đơn giản không cả nhà, quá dễ. Trộn đều lên. Lúc này cái nhân của chúng ta nó sẽ có màu trắng với màu đen. Vậy là xong rồi cả nhà, đơn giản. Đây mình sẽ tráng một lớp cái đầu tiên thử xem như thế nào nha cả nhà. Làm như nó cũng không vàng lắm nữa. Khi thao bọt này chắc hơi lâu ạ. Xin chào quý vị khán giả nha. Bữa nay hai vợ chồng em sẽ là ăn món bánh cuốn nè cả nhà. Bánh này thì cũng khá lâu rồi, hai chồng em chưa có ăn cái món này. Lâu lắm rồi. Thì bây giờ trước khi đi ăn tiệc thì lại ở nhà lại ăn với vợ, lại cho hai vợ chồng ăn cho nó vui, vui nhà vui cửa. Quá. Bây giờ nói chung nó cũng còn sớm. Mãi tưởng nó làm trễ. Ôi. Ăn chắc chừng hai cuốn hả? Đúng rồi, anh ăn hai cuốn nè. Ăn rau nhiều vô. Ăn rau. Nè, chúng ta sẽ bỏ rau dưa leo nè cả nhà ha. Giá trụng nè. Đây là giá trụng nha cả nhà. Và một ít rau sống vô. Cái này thiệt tình chứ. Ra ngoài chợ mua ký tấm nước ăn cho lẹ. Đổ quá lâu, nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà ở trong nhà em đổ ăn chắc cái vị của mình ăn sẽ đậm đà và ngon hơn. Tại vì có cái nhân đó ăn. Ừ. Cái nhân mình làm nhiều. Chan nước mắm vô này cả nhà ha. À. Cái nhân củ sắn ăn nó ngọt. Đây. Đây là chả, chả quế. Chả chiên. Này là giống như Trang cái ở ngoài Đà Nẵng quá vậy. Chả cái nào anh? Cái cục này nè. Cục này là chả cây của Nha Trang, của anh Ngọc á. À, này là của Ngọc bán luôn á hả? Cái này là 160 nghìn một ký nha cả nhà. Mời cả nhà mình nha. Sắp tới rằm tháng 7 rồi, hai vợ chồng lại đang xem tình hình như thế nào để coi mình có phát cơm ở đâu và như thế nào nha cả nhà. Tại hiện tại bây giờ thì dịch bệnh á, rồi lại phải đi hỏi thăm trước. Thăm thì hai vợ chồng lại sẽ làm việc thiện nguyện khác, và nếu không phát cơm thì sẽ làm thiện nguyện khác nha cả nhà nha. Phát cơm mình với chung với vợ của anh lạnh á anh. Ngon quá. Tại vì hai vợ chồng lại đó có một cái anh, ảnh chuyên gia là đi làm từ thiện đó cả nhà. Cái này ở xóm thích phát cơm chay để cả xóm liều phụ á cả nhà. Dạ đúng rồi. Nấu cơm chay á là nguyên xóm của bên nhà vợ lại á. Mà cả nhà mình nha. Là sẽ bà con cô dì chú bác á gom lại để có thể nấu một bữa cơm chay cho những bà con nghèo. Bà con ăn lấy lọc đó. Ngon quá. Cái bột thơm trứng lắm đó nha. Để trứng hơi ít thì nó không có vàng lắm. Ở nhà lại ở đây á, ở đây được 10 năm rồi. Nhưng mà tại vì lại không có bà con gì ở đây hết trơn á. Chỉ có một mình nhà chị hai hả. Còn hàng xóm đây thì cũng có ba cái nhà cả nhà.
một năm tới qua lại không chừng vài lần ha. Nói chung mà ở đây thì không có đông như là ở nhà vợ của Lợi, nên là mọi thứ nếu mà mình muốn làm cái gì á mà cô chị chú bác bà con rồi mấy bác mấy chị ghé lại phụ, cái để trọng nó rộng thoải mái cả nhà. Dạ đúng rồi. Ngon, cả cả này cũng ngon, cả này cũng ngon. Em thấy ăn dưa leo vào vậy dày ghê luôn á. Mình ra ngoài tiệm bán đồ mũ cả nhà, có bán cái đồ mài. Mấy chục ngàn cái à. Ăn này xong mới đi đám ăn được gì á? Khỏi ăn. Nhưng mà giờ anh đi đám cũng bớt ăn, anh ăn hải sản. Anh đi mấy tiếng? Bây giờ đi đám phải đi mấy tiếng. Rồi đó giờ hai chồng lại á, đi đâu là đi chung không à? Đi có đâu có cặp không à? Tại cả nhà phía sau cái này là đi mình không? Gần đây, sát bên. Cái này em nhẹ mà cứ chua, còn dao. Giờ lại nhà thì đang làm sữa chua để bán cả nhà. Rồi nhà làm được gì thì mình làm đó, bán kiếm đồng ra đồng vô. Mà hình như thế này em đổ phi dày đúng không? Ừ. Tại mấy cái sao dày á, nướng nửa tiếng mỗi chân. Thơm không? Anh thích ăn hành phi. Bởi vì mẹ biết ý, mỗi lần mà anh làm gì ăn cái mẹ chỉ kêu chỉ lại hành phi kìa không. Và phá nhất là ăn mì tôm mà bỏ hành phi này vô nè cả nhà. Nó thơm quá. Trái này ta kêu trái gì em? Trái này nè. Trái lụi mà trái chiên. À, còn cái này. À, trái này hả? Ăn ngập nó chả cay chứ em muốn biết nó giống trái lụa. Chắc làm từ heo quá. Heo giò sống á. Heo chứ gì anh? Chứ bò là mình nghe mùi bò rồi. Đúng rồi. Mà bò nó râu nâu hơn. Ngon quá cả nhà ơi. Cái nhà đi siêu thị mình mua mấy cái bịch giấy nè cả nhà. Nó tiện lắm. Mà nó mềm. Mình lao nó vừa sạch mà nó vừa mềm mịn, nó không có bị bay mấy cái bụi bụi á cả nhà. Mình thấy cái loại hơn dạ. Bịch dày cũng có mười mấy ngàn á dạ. Mười ngàn hơn 15 rồi đó. Ừ. 15 ngàn. Nhưng mà mua bịch thứ hai thì bịch thứ hai tính giá 7.500, bịch đầu tiên tính 15 ngàn. Ừ. Trời nói sao? Bắt đầu tiên là không, em nói mấy cái mình thấy có diễn giả nói gì. Có anh mặc áo sơ mi đẹp trai hơn. Kêu anh mặc áo sơ mi quay clip. Cái nhà nói là có cái quần mặc hoài chứ sao cả nhà. Người đó mặc hết mấy cái quần mới rồi nên còn có cái quần đó, nên nói chung là lại cũng ít đồ. Áo thì lại rất nhiều nha, áo lại nhiều lắm, áo cờ mấy chục cái áo lại luôn á. Em tóc không mà cả nhà chứ tính như nít vậy, thấy đồ mới là lấy ra bận. Thì có đồ mới thì nên mặn thôi. Ở nhà phía sau lại đồ áo thì lại nhiều lắm, mà quần lại ít chỉnh à, quần chưa tới chục cái nữa cả nhà. Tại quần mặc có đâu hơn quần áo. Đừng nói chục cái nữa, hơi nhiều, giỏi lắm là chừng 5 cái à. Quần có 5 cái quần dài thôi cả nhà, không có. Mà 2 cái cũ, 3 cái mới. Đó. Còn ở nhà là mình là mặc quần xà lỏng thôi mà. Có cái điểm nhấn là sọc á, nên cái bạn khán giả đó thấy là biết liền. Áo thì quá trời áo luôn nha. Mà không có quần, mốt chắc là mặc áo thôi, chắc khỏi mặc quần nữa.
Thôi lại xin phép tạm dừng clip này ở đây nha. Quý vị khán giả mình xem coi rằm tháng 7 này quý vị khán giả mình có đề xuất gì không để cho hai chồng lại có thể triển khai và có thể thực hiện để cho quý vị khán giả mình xem và có thể mình chia sẻ được với nhau. Quý vị thì mình chia sẻ nha quý vị nha. Bây giờ hai chồng lại xin chào và hẹn lại tất cả quý vị khán giả mình ở clip sau. Nhớ ấn nút đăng ký và bấm chuông nha cả nhà. Hôm nay là đã thấy cái nút thông báo, mọi người không được thông báo hay sao á? Mấy bạn comment bảo là không được thông báo. Mọi người có thể bấm vô cái chuông á cả nhà, để có thể là mình lại đăng những clip mới lên, mình có thể dễ theo dõi hơn nha. Hai chồng lại xin chào và hẹn lại tất cả quý vị khán giả mình nha. Bye bye.